ít lắm nha, này ít lắm, yên tâm đi. Rồi rồi, rồi bỏ ra. Bỏ ra chưa? Chắc anh, chưa? Anh đó. Bỏ ra nha. Rồi. Đừng có coi. Qua đi không, đừng, em lách. Rồi, chị Ngọc qua đi. Đừng, đừng, đừng. Nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Lượt buông ra đi, ngưng cầm rồi, buông ra hai ba, buông. Rồi, chuẩn bị nè, vô nè. This is just what you do. Rồi, 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 rồi. Đừng giỡn. Rồi, đi, đi, đi. Đừng giỡn. Rồi, đi, đi, đi. Đừng giỡn. Trời ơi, tôi con gì quá. Trời ơi. Thưa quý vị, trò chơi này cần sự khéo léo. Ở đây ai có sự khéo léo giơ tay. À, nếu nói về khéo léo đòi em ai cũng có. Bày tôi không có. Bày tôi không có. Làm sao tôi có thể khéo léo? À, em có đôi tay rất uyển chuyển. Được, hợp lý. Trò chơi này rất đơn giản. Chúng ta sẽ mang nước về đích. Chúng ta sẽ nằm dọc như thế này. Sau đó chúng ta sẽ múc nước vào đây, đổ vào cái mâm này. Và chúng ta đang trong trạng thái nằm. Xong đó mình truyền qua. Rồi, người kia đỡ và truyền tiếp theo. Dĩ nhiên một đội chơi có ba người, thì khi người thứ hai cầm cái này thì mình phải chạy qua đây để mình nằm xuống đây để mình tiếp tục di chuyển. Đó. Và như vậy liên tục, mỗi đời có thời gian là 2 phút. Thôi là bớt ví dụ. Có một lưu ý, đằng dưới cái mâm này là có cái GoPro, cho nên nước mình phải để ở cái mặt để có thể thấy được cái mặt chúng ta, không để ở phần dưới này ạ. Đợi lên trên trước. Dạ, đợi người ta. Khách mời. Không, khách mời phải nhường người ta chơi sao để người ta có kinh nghiệm anh à. Khách mời bình thường không có khách mời ai, này dạng khác. Ai có tiền chơi sao? Có tiền được quyền nói, mình được quyền không chơi trước. Không hiểu. Nói gì thôi vậy, mình hiểu ngồi không? Xuống đây đi, mình ngồi xuống đây rồi nói cho hiểu nè. Không, không. Đứng lên. Quỷ à, quỷ à. Thôi nói lên kia chơi dưới đi. Quả tôi xì. Thắng Vinh. Chơi trước. 2 3. Hay quá. Thắng chơi trước. Ông chú em anh nói là thắng chơi trước. Thắng hay thua? Thắng chơi thua. Trước là bên này chơi trước. Trời ơi, vô dụng thiệt chứ. Thắng được quyền chọn người nào chơi trước. Ủa đâu, hồi nãy nói thắng chơi trước, Ngọc nói thắng chơi đâu, trước. Ở trong này chỉ có MC là có giá trị thôi, lời nói thôi, của em không có giá trị mà. Mình chơi trước đi. Thời gian 2 phút bắt đầu. Nhiều lên. Rồi rồi, nằm xuống cái gì được. Nằm xuống. Ủa nhưng mà cái tay này nó đang bị chéo quá, làm sao mà truyền được. Được hết á, có gì em được. Đó, truyền qua thôi mà. Múc lại, múc lại, múc lại. Múc lại, múc lại, múc lại. Vô, vô. Khùng quá, hai cái tay để dưới nè, đừng cầm bên đây. Không sao đâu, micro này không nhiêu tiện. Ôi khó vậy. Mình phải nằm sát lại nhau á. Ôi, cái Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ. Buông ra, buông ra đi. Dạ. Rồi dạ, dạ, chạy đi dạ. Dạ, chạy xuống đây. Bà đã cười hoài đó chưa à? Nước đâu chết rồi. Quay lại từ đâu? Quay lại từ đâu? Để đây này bà ơi. Đúng rồi bà ơi. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Vô luôn. Chị ngược lại. Ủa vậy phải quan quan em cứ nằm xuống dưới. Được rồi, em được rồi, em được rồi. Chị giả, okay. Chị giả lại lên. Wow, wow, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Dạ, nằm xuống, nằm xuống. Đợi em đi. Lên kìa, lên kìa, lên kìa. Nhanh lên. Lên xuống. Tôi vừa nước thôi, không có sao hết, tôi vừa nước thôi. Ủa em tới rồi. Chị lên kia để tôi nữa. Lên kìa, em sẵn sàng. Vô dạ, vô dạ. Không, anh nằm đi để em canh nước. Từ từ, đó, đúng rồi, trời ơi, Kỳ thật là thông minh luôn á. Đó, đúng rồi, cái người đưa qua đảo phụ. Thấy
chưa? Đã thường rồi. Trí tuệ, trí tuệ. Khoan cho giả. Từ từ, từ từ. Đã thường rồi. Từ từ. Nãy hồi nãy kêu đói bụng đó, giờ có nước uống rồi muốn gì nữa. Đỡ phụ, đỡ phụ. Đúng rồi, đỡ phụ. Xuống, 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 xuống. Căng, căng tay, bỏ tay, bỏ tay, bỏ tay. Chạy vô kìa, không vô. Rồi anh chịu, anh đổ tôi không đi, không cần tụi em qua tới đâu. Tay anh đếm không? Bớt cầm nhiều lại. Ở giữa. Từ từ, từ từ. Cái điều khiển nè, đừng có gồng. Tôi chỉnh, chỉnh đâu y chang vậy. Thấy chưa, đừng có gồng tôi. Thế là phải dạ, học. Cứ tới Vinh là bị mẹ không biết. Phải học môn từ từ nhé. Cái này nãy mình phải làm nước đá mới vui mọi người ha. Ơ đừng 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 bị lên. Bị lên, bị lên. Dạ, dạ vô ngay nhược điểm rồi. Ê, đừng 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 đừng. Đến khi nào này là mới được dừng hả? 2 phút. Nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn. Rồi. Như em vậy là đoàn các bạn đã hoàn thành với một số lượng nước vô cùng nhỏ bé. Chúng ta sẽ chờ đón sự phối hợp của đội tiếp theo. Xin mời. Nên nhớ, không cần nhiều lần, chỉ cần một mâm nhiều nước, một lần một là hơn người ta rồi. Đúng rồi, nhưng mà anh cho em nhiều nước thôi, em order ít nước nha. Ít nước không? Em order ít nước. Nè nè, vừa thôi, vừa thôi. Đó đúng rồi. Được không? Không. Miếng nữa. Hả? Không, không có thấy gì hết trơn. Được không? Đâu? Đó. Thiếu à? Đấy nhiều nữa. Đây để tự em làm cho. Ít nước thì sẽ lợi nhà nha. Rồi. Ít nước lợi nhà nha Ngọc ơi. Ngân là phải sẽ được đổ hết nè. Anh nhìn em. Để xéo xéo gì ok nha. Đó. Để xéo xéo ok á. Ủa nằm vậy luôn hả Ngọc? Ủa nằm vậy luôn hả Ngọc? Hai mũ làm gì Ngọc? Ê. Anh luôn, anh đâu mà chui vô chỗ vậy? Ê ngon ngon, hất lên, hất lên đây nè. Cho đờ thêm miếng nhiều nhiều đi, nhiều nhiều đi. Nằm xích quá, xích quá. Xích quá nè, cạnh nè. Ít lắm nha, này ít lắm, yên tâm đi. Rồi rồi, rồi bỏ ra. Bỏ ra chưa? Chắc anh, chưa? Anh đó. Bỏ ra nha. Rồi. Đừng có cười. Cái này cười là thua. Thôi bỏ kêu anh bỏ đi, chỗ chắc chắc anh bỏ đi. Tôi cho bà cười á. Ê, chọc cười là thua à. Nhiều lên xíu, nhiều lên xíu đây. Đừng có cười. Đổ đi, đổ đi. Đừng có cười. Cười, đừng nếu mà đã. Nếu mà đã cười thì quay cái mâm qua kia. Rồi, nẹt vô. Từ từ nghe, từ từ, từ từ. Nút đưa qua làm ăn nín thở. Còn cái gì đâu mà chìm. Còn một ít. Thôi hết rồi, khỏi đi. Ai ở giờ đây? Đây, nằm xuống đi. Đây, đây, đây. Anh xuống đi. Trời ơi, bà đứng, bà bưng từ đây qua đây, bà đổ hết trơn, bà không cần. Nè, 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 anh lộn. Từ từ, Ngân ơi. Trời ơi. Từ từ. Không có chồng em. Để anh giúp em, đi qua kia ra đi. Để anh, để anh làm cho. Lục đục dễ sợ luôn chứ. Đưa bà Ngân là hư bộ được hết. Em ơi, ít lắm. Đâu, đâu, bỏ ra đi rồi hả? Ok, 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 ok. Ê. Ê. Đừng. Đừng. Không rồi. Hey. Từ từ. Còn nha. Rồi. Còn.
Trời ơi. Trời ơi. Rơi cái gì nữa mày đó? Đổ vô. Về đây. Nằm đi em đưa xuống cho. Rồi Ngân nằm xuống đi. Quất một ca đầy luôn đi. Đầy không? Thôi, được rồi. Đầy cho uống nhiều. Rồi, qua đi. Không, đừng, em nhắc. Rồi, chị Ngọc qua đi. Đừng. Nè, chuẩn bị nè. Lượt buông ra đi. Ngân cầm rồi, buông ra hai ba. Buông. Rồi, chuẩn bị nè, vô nè. Rồi, giỡn. Trời ơi, tôi con này quá. Trời ơi. Chứ Ngân giữ hoài. Giữ. Trời ơi, mấy bà ơi. Tới Ngân là thua. Rồi, lại lên. Giữ được chứ bộ. Lại lên hả? Nè. Rồi, qua được không? Anh qua được không? Ê, gửi được. Cái gì vậy? Đây. Rồi, nó không đi lên chơi. Ủa, sao chơi em đi? Nó nhiều vậy? Chán thiệt rồi nè. Không, để. Không, để. Anh luật. Từ từ. Trời ơi, thiệt chán thiệt. Trời ơi. Rồi, em qua. Rồi, Ngân qua đi. Không có, từ từ, giữ. Ôi trời ơi, chơi khác mày lại được. Nhanh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không kịp. Ít hơn đồng đội Lý Trần Kỳ. Bây giờ nè, nói thiệt đó là chơi đồng đội thì nhiều khi không sờ đối thủ mạnh, chỉ sờ Thí Ngân. Bây giờ mình chơi cá nhân không? Chơi, em cử anh Luật. Thí Ngân là người mẫu, Chu Thí Vinh cũng là người mẫu. Ok. Các bạn thân mến, thưa quý vị thân mến, họ là những người mẫu chứ không phải là đùa. Hồi xưa họ tập đi như nào, thẳng như nào mà. Bây giờ sẽ bắt đầu từ cái việc đội nước đi nè. Em có tập không Ngân? Không chị. Đó, mình chơi đồng đều nè, đúng không? Nam sao nữ vậy đúng không? Đi là rớt rồi, chưa chưa nước vô. Đúng chưa? Chúng ta sẽ quy định từ lúc bê lên tới lúc đầu, khi nào cảm giác ổn định là bắt đầu mình đi. Đúng không? 2, 3, vô. Lui nữa, lui nữa, lui nữa. Vinh ơi, Vinh. Ngửa đầu ra nè, Vinh. Vâng nè, Ngân nè. Mặt Ngân rất là gần. Gần cao đầu, Vinh ơi. Gần cao đầu. Giang nè, Giang. Quan trọng em thăng bằng chưa chứ. Vậy buông cái tay ra mới được đi nha. Buông tay ra mới đi chứ. Buông tay ra đi không được đâu, đi rồi được dịnh tay đi không được. Cái nước á. Vinh giữ thăng bằng. Cái nước á, nó nhúc nhích mà. Đi thật nhanh lên Ngân, đi thật nhanh lên. 2, 3. Được mấy cái đó là của đội chị. Như vậy là đội Lý Gia Kỳ giành chiến thắng, xin chúc mừng. Ủa em thắng mà sao đội chị Kỳ giành chiến thắng? Ngay từ ban đầu chúng ta đã nói tiến lược hôm nay là một ngày mệt mỏi. Bước ra chào đã bệnh rồi. Mà còn phải gồng gánh hai cô em đây. Đúng vậy, cuộc đời không còn gì để mất. Có trò chơi nào mà đừng có nằm nữa thì được. Đây, trong vòng 1 phút ai cũng hết trước thắng. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây là trò chơi tiếp theo.